Rồi em chào các bác nha. Thì sáng nay về toàn là hàng gọi là cực lướt để các bác mình sưu tầm và giá siêu tốt nha. Và về bốn được bốn con 7823 mã nha, đẹp ngất ngay luôn. Rồi, các bác thấy này, hai con nguồn vàng, hai con nguồn đen nha. Vàng đen thì nghi như nhau nhưng mà thị trường cũng như là từ bê bỉnh cho đến nay thì các bác biết rồi, những con 7823 mã nguồn vàng nó sẽ đắt hơn con nguồn đen 1 triệu. Nghi thì y như nhau, các bác là muốn sưu tầm nó đẹp về tính trưng bày ấy, thì mình lấy nguồn vàng nó sẽ đắt hơn 1 triệu, còn nguồn đen thì rẻ 1 triệu nha. Chỉ là cái nhìn thôi cho các bác, chứ không phải là nguồn vàng mạnh hơn cái nguồn đen, mà không phải, tùy cái năm sản xuất ấy. Công suất thì như nhau luôn nha, hai con nguồn vàng, hai con nguồn đen. Nguồn đen là giá là 10,5 triệu, em vẫn giao lưu các bác từ trước tới nay rồi, 10,5 triệu giá cực tốt nha. Hàng thì các bác biết rồi, siêu siêu đẹp nha, đẹp chấm hết cuộc tình luôn nha. Nguồn vàng là 11,5 triệu, nguồn đen là 10,5 triệu, tất cả sexy vàng ống luôn. Mé bên đây là bảo hành cho tất cả nguyên zin và mé chắc bãi, qua chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, các bác là người sử dụng đầu tiên nha. Đấy, không phải một con 7800 trơn các bác, một con 7800 trơn tưởng bốn con 7823 hết, có nghĩa là có một con, hai con 7823 nguồn đen và một con 7823 nguồn vàng và một 7800 nguồn vàng. Đấy, 7800 là vẫn là 7,5 triệu, một con mây rất đáng chơi, cực kỳ ngon nha. Bác nào tầm 7,5 triệu thì có bê nghe 7800 này, chơi bát 30-40 nhưng dòng loa nghe nhạc vô tư. Đây là những gọi là huyền thoại ghép loa, không kén loa gì hết. 7823 mã và 7800 cực kỳ dễ ghép loa, hầu như loa nào chơi cũng được nha các bác. Nghe tiếng hay, thanh thoát, định tai, tiếng cực kỳ sáng, mở rộng có 3 giải, trưng bày đẹp. 7800 là giá 7,5 triệu, 7823 mã nguồn đen 10,5 triệu, nguồn vàng 11,5 triệu. Và về thêm một con Marang 1150 đẹp xuất sắc, hàng Mỹ, chạy sò Motorola S, đối tác với dòng loa Mỹ như là JBL, Sequin, Vega. Và các bác nào chơi loa Nhật mà thích tiếng uy lực, tính được bass mid trap thì mình chọn con 1150. 1150 rất là khỏe các bác, vả những cặp mà Sequin bass 40 nghe rất là sướng. Nhiều các bác mà các bác mà chơi Sequin Vega tìm con này ghép nha, rất là hay. 1150 em đang giao các bác là con này hiện tại là 15,5 triệu nha, 15,5 triệu 1150. Và đây là bộ rề bao Onkyo M506 và B306R nha các bác, chứ không 306 thường nha, 306R nha. Combo rề bao luôn nha các bác, cực kỳ hiếm nha. Và hàng đẹp lắm, đẹp ngất ngay luôn nha. Bộ rề là 306R và M3506 nha, nói chung là series combo rề bao 506 306. Đặc biệt dòng 3506 các bác sẽ có được hai cầu loa nha, nó chơi tới 200 loa. Bộ rề bao thì rất là khỏe các bác, kéo những cặp loa bass 40 hoặc là kéo hai cặp 30, hai cặp boss nghi nhạc trưng bày tuyệt đẹp nha. Những em này lên đèn là quá tuyệt vời rồi. Bộ này em đang giao các bác là 14,5 triệu nha, cực đẹp nha, gọi là lướt luôn nha các bác. 14,5 triệu bác nhanh tay mình sở hữu bộ rề bao Onkyo này nha, 14,5 triệu nha. Đây cũng là một bộ combo nữa nhưng mà Amply Tuner. Đấy, cũng giá rất tốt, là 9 triệu. Combo Amply Tuner 6.900 và Tuner 7.900 nha. Siêu lướt luôn nha bác, đẹp không tì vết nha. Những dòng mà AU các bác, nó có chỉnh mic các bác, rất là hay. Các bác nào mà thích nghe nhạc vàng, nhạc cổ mà ghép loa cổ, ghép những dòng Sansui đồ bass 40 á, Pioneer hoặc là những dòng loa cổ Mỹ, những dòng AU đánh rất là hay. Bass mic chép đánh hai cầu loa AB A cộng B chạy sò sét nha. Một combo như thế này là 9 triệu nha các bác, 9 triệu nha. Các bác lấy thì lấy nguyên combo nha, trưng bày nó mới đẹp. AU 6.900, tuner cả tuner luôn nha, là 9 triệu một bộ combo này nha. Và đây là con rề lúc man đèn, rề đèn. Tiếp tục em về là rề đèn chữ ký CL35 33 mã nhé, CL35 33 mã. Hiện tại đang giao các bác là 23 triệu nha, 23 triệu mé rất mới nha các bác, mé rất mới nha. Con vừa rồi về là lên đường trong ngày rồi, hiện tại là về thêm con này, tiếp tục về. Và em đang đấu về được thêm một con trơn và một con 23 mã đang về quá. Còn con này con 33 mã nha, rề đèn hết số, con 33 mã là hết số nha.
Model chữ ký Lookman CL35 MK3 nha, MK3. Giá 23 triệu và combo Amply Sansui 6.900 là giá 9 triệu. Và đây là cặp loa 88AE tiếp tục về nha, nguyên mộc rất đẹp. Đây, có tem treo cho các bác luôn nha. Nãy lưng mọc này các bác. Em vẫn giao các bác là 24.800.000 đã bao gồm phí ship nha, 24.800 đã bao gồm phí ship. Đồ đẹp miễn bàn. Hàng em tuyển rất kỹ, cùng các bác cùng em xem tuyến loa nha. Các bác nhìn cái căng này, mướt đông luôn. Giá bao gồm phí ship và tất cả sản phẩm em lên sóng là hoàn hảo hết, bảo hành trọn đời sản phẩm là bao dinh tuyệt đối nha. Đây các bác cùng xem tiếng loa này. Đây. Này đó là đèn này, từ loa mic này. Nó sử dụng hai trép giấy và một siêu trép kèn và hai mic nha. Nên là các bác nghe bre nhạc vàng những cặp 88A tiếng gõ của tiếng trống rất là hay, rất là nổi bật. Đây loa bass nha, đẹp rất ngay nha các bác. Bàn FB này. Này các bác cùng xem loa mic này, FB này, nét ngất ngài luôn, lo chép nha, lo là bảo hành riêng tuyệt đối nha các bác. 24.800 là cặp loa 88A về trong sáng ngày hôm nay. Rồi mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác cứ liên hệ trong qua hai số điện thoại này. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được theo dõi những sản phẩm mới nhất. Và video tiếp theo em sẽ giới thiệu những sản phẩm karaoke như là loa Boss vân vân, loa tăng noi. Được sáng nay về được 3 cặp loa tăng noi vừa nghi vừa hát, cực kỳ đẳng cấp, chỉ có 3 cặp thôi nha các bác. Các bác nhớ xem ở video tiếp theo để không được bỏ quên qua cặp 3 cặp loa tăng noi đó. Vừa nghi nhạc vừa hát karaoke đồng trục. Giá cực tốt,